cắt Trung Quốc là một loài chim săn mồi dạng nhỏ, được biết đến với khả năng bay lượn vô cùng tốt. Chuyến bay nhanh và điêu luyện cho phép loài chim này săn bắt côn trùng và các loài chim nhỏ trên không trung một cách dễ dàng. Chim cắt Trung Quốc sinh sản trên khắp châu Phi, châu Âu và châu Á. Loài chim cắt này được tìm thấy ở các vùng đất nông nghiệp, rừng taiga và thảo nguyên. Chúng cũng phổ biến ở các vùng đất thấp với những cây gỗ nhỏ rải rác. Trước mùa sinh sản, chúng thường được tìm thấy kiếm ăn gần các đầm lầy. Chim cắt trưởng thành có bộ lông màu xám đá phiến ở trên lưng. Trên đầu có màu nâu sẫm và hai sọc ngắn màu đen phía dưới mắt. Màu trắng xuất hiện ở cổ, phần ngực có màu trắng da bò kèm theo các vệt đen. Màu đỏ rỉ xuất hiện ở hai đùi và phần bụng dưới. Mỏ màu đen cong quặp, đôi mắt màu nâu sẫm, chân và bàn chân có màu từ vàng đến cam. Cả hai giới tính đều tương tự nhau. Cắt Trung Quốc có chiều dài cơ thể từ 29 đến 36 cm. Chúng có đôi cánh dài giống như lưỡi hái với sải cánh dao động từ 74 đến 84 cm. Trọng lượng khoảng 130 đến 340 g. Cắt Trung Quốc thường săn bắt mồi vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Loài cắt này sử dụng tốc độ và kỹ năng bay trên không cực tốt. Điều này cho phép chúng săn bắt và ăn các loài chim cũng như côn trùng đang bay lượn trên bầu trời một cách hiệu quả. Con mồi là các loài chim bao gồm chim sơn ca, chim sao đá, chim sẻ nhà, chim sẻ cây và các loài chim hót nhỏ khác. Các loài côn trùng yêu thích bao gồm chuồn chuồn, bọ cánh cứng, bướm đêm, châu chấu, dế và cả kiến. Những con côn trùng thường bị bắt và ăn thịt ngay trong chuyến bay. Sinh sản. Mùa sinh sản thường diễn ra khá muộn, khoảng tháng 6 đến tháng 7. Chúng không tự làm tổ mà thường chọn những cái tổ cũ của các loài chim khác để sử dụng. Chim mẹ đẻ từ 2 đến 4 quả trứng và ấp trong khoảng từ 28 đến 31 ngày bởi chim mái, trong khi chim trống có trách nhiệm mang thức ăn về. Con non mới nở được phủ một lớp lông tơ màu trắng xám. Chúng được nuôi dưỡng bởi cả hai chim bố mẹ. Sau từ 28 đến 34 ngày tuổi, các chim non bắt đầu rời tổ, nhưng vẫn sẽ phụ thuộc vào chim bố mẹ thêm khoảng 5 tuần nữa. Chim cắt Trung Quốc đang bị đe dọa do mất môi trường sống bởi nạn phá rừng, đặc biệt là ở Ukraine, nạn săn bắn ở Mata. Sự xáo trộn của con người cũng là một trong những mối đe dọa chính đối với loài chim này. Tuy nhiên, theo sách đỏ, chim cắt Trung Quốc vẫn được xem là loài có ít mối quan tâm nhất. Tuổi thọ của loài chim cắt Trung Quốc khoảng 10 năm.